Hoa Đậu xin chào các bạn. Sáng nay là ngày 30 âm lịch, là ngày cuối năm mà chuẩn bị bước sang đón giao thừa. Hoa Đậu có ghé qua vườn hoa Phan Thiết. Đây là cái trước mặt của cái cầu giữa của thành phố Phan Thiết. Cái khu vực này là hàng năm phân lô để cho người dân bày biện hàng, những cái quầy hàng bán đó. Và các bạn thấy là đây là chuẩn bị đêm nay là đón giao thừa, bắn pháo hoa ngay tại cầu giữa. Đây là những chiếc xe của công an chữa cháy thành phố Phan Thiết đang xịt nước, rửa dọn vệ sinh cho cái khu vực này. Về những ngày 25 đến cho ngày 29-30 thì Quan Đẩu không đi dạo phố đêm, cho nên là những quầy bán hàng đêm ở đây thì nói chung là những năm là rất là người đi mua sắm là rất là tấp nập. Giờ này là khoảng 11 giờ trưa thì công trình vệ sinh là họ là phải ra tay để mà dọn dẹp lại cho cái khu phố này cho nó sạch gọn. Đó, các bạn thấy đó, đó xe ủi, xe xúc đi là phải xúc. Bây giờ mình đưa các bạn đi vào phía trong của con đường Nguyễn Huệ. Đây là con đường Nguyễn Huệ, là con đường Gia Long cũ của trước kia. Đó, các bạn thấy là phải dùng xe xúc đưa rác lên xe để mà đi đổ ở bãi rác của thành phố. Nói chung là giờ này thì là bà con chuyển ra những cái nơi mà bán bông hoa để mua tiếp tục, tại vì giờ này là coi như bông hoa bán không hết, là coi như là phải là tháo đổ thôi. Nhưng mà trong cái khu vực này thì phải làm vệ sinh trước đó, như các bạn đã thấy. Những cái năm trước kia là mình là còn đi vào phố chợ vào ban đêm, còn năm nay là mình không thể nào đi vào phố chợ đêm được, nên là trưa nay thì mình lại thiếu một món đồ. Mình ghé vào chợ để mua thì nhân dịp đây thì mình sẽ ghi lại hình cho các bạn thấy. Còn ngay cả bản thân mình từ trước đến nay mình cũng chưa thấy là dọn vệ sinh ở cái khu phố sau khi mà bà con là bày biện bán những cái quầy trái cây là rất là dơ bẩn của phố. Cho nên là cũng lần đầu tiên mà Quan Đẩu thấy cái cảnh dọn dẹp như thế này. Đây là con đường Nguyễn Huệ, Gia Long cũ hồi trước kia của thành phố Phan Thiết. Con đường này mà nếu mà đi về cái hướng nam đó, hướng nam ngược lại thì sẽ ra ngã bảy của thành phố Phan Thiết. Đó, mình sẽ dừng lại, mình đưa đây là cái khu mặt chợ của Phan Thiết, chợ trước của Phan Thiết. Đây này là công ty trách nhiệm hữu hạn của Quảng Trung đã xây dựng cái khu chợ này đó các bạn. Đó là hướng trước chợ, là đây là khu ngã bảy của Phan Thiết. Hồi trước kia là rất là sầm uất, trước kia rất sầm uất. Lối đi ra đi vào thì giờ này thì coi như là cũng chuẩn bị là tháo gỡ rồi, cho nên là bà con chỉ đi qua lại để mà thiếu sót những đồ gì đó thì bà con len vào để mà đi. Các anh chị em công nhân của công trình vệ sinh môi trường của thành phố nói chung là giờ này làm việc rất tấp nập. Cái ngày 30 là cái khu phố là phải dọn dẹp sạch sẽ, đó là bộ mặt của thành phố. Nơi đây là cái vườn hoa của Phan Thiết đó các bạn, vườn hoa Phan Thiết. Các anh công an cũng đang chặn xe lại để cho đội vệ sinh này làm việc cho nó dễ hơn. Đây là cái con đường Kim Đồng đó các bạn, con đường Kim Đồng là vào chợ, vào chợ.
mình sẽ đi vào đây, mình sẽ đi vào đây mua một món đồ, các bạn có thể thông được món đồ gì là hay. Đó, ở trong này thì cũng có xe, tiếp tục ở mỗi vị trí đều có xe xúc, xe ủi để mà rửa cho nó sạch sẽ khu chợ đó. Ở sau những ngày mà bán cho phục vụ cho bà con trong những ngày chuẩn bị Tết 2020. Mình cũng sắp đến cái vị trí mà mua đồ, mình lâu quá mình mới đi vào cái con đường này. Ở đây cũng thấy một cái chiếc xe đang là chở rác, đang chở rác. Rồi đến rồi. Lấy cho em cái bình bông nhỏ, bữa nay em mua cái bình rồi. Đó, lấy xanh luôn. Cái nhỏ kìa, cái chị cầm đó là bán bao nhiêu cái? Thôi lấy cái đó không được, lấy cái đó cho nó thoải mái. Mấy năm trước là giờ này chợ rồi cũng dọn vậy hả, hay là cũng vậy hả, giờ này là dọn hả? Giờ này là đầu tự nhiên mình đưa lên lời xong rồi bắt đầu là trước giờ em chưa có thấy cảnh này đâu, vừa năm nay là mới thấy đầu tiên nè. Bây giờ là ít rồi, mấy năm rộn ràng lắm. Bây giờ ít rồi, tại vì tản mát bán rộng hơn, mấy năm là rộn lắm. Bữa nay trưa nay là chị nghỉ luôn hả, cũng tắt luôn hả? Em gửi chị cũng mắc kiếp mua bình bông nữa.